ghẻ, ra khám sức khỏe nè mày. Khám sức khỏe? Ở tù hay viện dưỡng lão mà sáng nào cũng đè ra chích? Chứ không thôi để mày bệnh tụi tao ăn vô mắt dành sao? Đúng rồi, ngươi mà ngẫm là hết phim coi làm sao? Hả? Cao nhiêu? 1m8. Ừ? À thì mé 6 à. Tao có hỏi chiều cao mày đâu, tao đang hỏi nhiệt độ phao câu mày mà. 42 độ cũng rất nóng bỏng á. Đọc lớn lên. Tao không có hỏi chữ gì, ý tao muốn hỏi cái chữ quay về bên nào á. Quay về hướng bên kia. Bên kia là bên nào? Thì bên kia là bên kia. Bên trái hay là bên phải? Bên trái của ngươi hay bên trái của ta? Bên trái của mày với của tao khác nhau hả? Ủa khác mà. Mày giơ cái tay ra chắc mày chết hay gì? Không chết, nhưng tao không có tay, tao chỉ có cánh à. Bớt lên đi. 16 kg. Bọn mày bỏ đói nữa hả? Cho ăn đủ mà. Chứ sao nó nhẹ tưng vậy? Ây da, hai người nhìn ngược rồi. Qua đây nè, ta tới 91 kg lận á. Hả? Ta ở đây đầy đủ vật chất tới tinh thần, có làm gì đâu mà giảm xuống 16 kg được chứ. Nghe cũng có lý á. Cái mỏ của mày ta chắc 60 kg á. Hả? Hả hỏng ra. À, ngươi quăng gì vô miệng ta vậy? Đoán xem. Hả? Wow, mặn mặn dẻo dẻo quen lắm nè. Hả? Cục cất mũi á. Hả? Vị giác và thính giác của bình thường. Để coi khứu giác. Ê, lỗ mũi mày nằm đâu? Ờ, ây da, mũi của ta khỏi cần kiểm, ta đẹp trai sẵn rồi, chứng tỏ khứu giác tốt. Đẹp trai với khứu giác tốt liên quan gì? Có chứ sao không, người không thấy mấy người xấu trai hay tới bệnh viện hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện thẩm mỹ á. Ê, có đang nấu nướng gì không sao nghe mùi khét? Nướng sườn ăn cơm tấm hả? Không, cái đít của mày bốc khói á. Hả? À, cứu tôi với. Cứu tôi. Mũi bình thường, xúc giác phản ứng hơi chậm, ổn hết á. Làm món gì ngon ta? Ừ.